Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay. Thì như các bạn đã biết á, thì mình sống ở bên Mỹ và cái tiểu bang của mình á, là Virginia. Thì tiểu bang này á, nó có 4 mùa rõ rệt luôn, là xuân, hạ, thu, đông đều có hết luôn. Và đặc biệt vào mùa đông á, là khoảng tầm tháng 10 á, bắt đầu là thời tiết nó đổ lạnh rồi. Nó chưa phải mùa đông nhưng mà nó đổ lạnh rồi. Thì nó có khoảng chừng 16 hoặc 17 độ C là chuyện bình thường. Và đến cái tầm tháng 1, tháng 2 á, là tuyết rơi trắng xóa luôn. Nói chung á, là đóng băng ngoài đường cũng đi xe cũng rất là mệt mỏi. Nên á, để nuôi cá ở bên này á, thì mình phải cầu kỳ hơn một chút xíu. Mình cần phải chăm chút nhiều hơn, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng hơn những cái tiểu bang giống như là Texas hoặc là Cali hoặc là Florida. Thì những cái tiểu bang đó khí hậu nó cũng tương tương đối với ở Việt Nam, nên nuôi cá ở bên đấy thì nó đơn giản hơn nhiều, nó không giống bên mình. Cái lý do mà mình làm cái video này á, đó chính là mình nhận được khá là nhiều những tin nhắn của các bạn đã nhắn tin qua bên Facebook của mình hoặc fanpage của mình. Các bạn đều có những câu hỏi như thế này, đó là các bạn nó muốn mình chia sẻ cái kinh nghiệm mà mình nuôi những em cá beta của mình ở những cái vùng mà có khí hậu giống như bên mình, là giống cái tiểu bang mình đang ở á, thì cái cách mình nuôi như thế nào, cũng như là thức ăn, nguồn nước và cũng như là thuốc thang dành cho những em cá này như thế nào cho nó tốt nhất và cho nó hợp lý nhất. Và hôm nay á, thì mình sẽ cho các bạn xem cái khu mà mình nuôi cá, cũng như mình sẽ nói tổng quát về những cái vật dụng cũng như là thức ăn và cái nguồn nước mình nuôi cá dành cho những em cá này ở bên Mỹ nha các bạn. Rồi, như các bạn đang thấy ở đây á, thì đây chính là cái chỗ mình nuôi cá này, thì nó hơi bừa bộn. Hôm bữa thì mình có dọn rồi. Thì nếu các bạn để ý kỹ thì hồi trước mình có để một cái hồ dài ngay đây với một hồ nhỏ ngay góc kia. Thì bây giờ mình đã chuyển hết qua bên này rồi. Thì chỗ này á, thì là nơi mình nuôi những em cá trống nè. Thì mình đã thiết kế lại cái chỗ này. Hồi trước á, thì mình dùng cái hồ này á, thì để nuôi em cá mái. Và cái hồ này cũng vậy, để nuôi em cá mái thôi. Còn cá trống á, thì mình nuôi như thế này. Đó, để trong từng cái lọ như vậy luôn. Tại vì nhiệt độ ở trong nhà á, thì nó khoảng chừng 75 độ F, thì nó khoảng chừng 23-24 độ C, thì nó khá là ổn định, nên mình có thể nuôi ở trong nhà được như vậy. Đó. Nhưng mà về sau này á, thì mình không có thích cái cách này nữa, tại vì nó khá là phức tạp về cách thay nước và mất nhiều thời gian. Thì mình đã chuyển bằng cái cách là mình nuôi chung như vậy. Cách nuôi chung này á, thì mình thiết kế thì nó đơn giản lắm. Thì mình dùng mấy cái bình 5 lít á, mình cắt cái đầu đi, xong mình dùng cái bút bút điện mà để hàn xì á, mình chích cho nó ra mấy cái lỗ này, mình chích phần đáy nữa để có gì mà cá nó mà ăn á, chất thải của nó thì rơi xuống dưới đáy này. Đó, thì ở trong đây á, thì mình sẽ sơn một cái đen một cái trắng, cái lý do á, để mình để xen kẽ với nhau mà cho bọn nó không có nhìn thấy nhau, nó đánh nhau được. Đó, thì nó khỏi có bị giảm stress. Và một cái nữa để tiết kiệm điện và tiết kiệm cái nhiệt và đỡ làm cho cái hồ nước nó bớ bị váng á, thì mình đã dùng một cái lớp, đây là các bạn thấy không, cái lớp là cái lớp mà cái bọc nhựa để bọc thức ăn á, mình đã phủ vào trên đây, mình để hở một chút xíu để cho không khí nó ra vào. Đó, cái lý do mình làm vậy á, thì cái nguồn nhiệt mà trong đây á, nó sẽ ổn định, nó không bị thoát ra ngoài nhiều. Thì cái máy tạo nhiệt của mình, máy sưởi đây nè, nó sẽ không phải chạy liên tục và đỡ cái nguồn điện cho nhà. Đó lý do tại sao mình làm cái cách này. Và một điều nữa là bụi bặm á, gió trong đây trong nhà kín vậy chứ, cái bụi nó ghê lắm. Để mình cho các bạn xem trong hồ cá mái của mình, bạn thấy không, rất là nhiều những cái váng. Đó là tại vì mình chưa có bọc lại. Nếu mà mình bọc lại thì mấy cái váng nó không có. Còn các bạn nhìn cái hồ này coi, không có một cái váng nào ở trên cái mặt nước luôn. Tại vì á, nếu mà bạn dùng cái phương pháp này của mình á, thì váng nó sẽ không có. Nó tiết kiệm được cũng khá là nhiều điện, làm cho máy sưởi các bạn nó không phải chạy liên tục. Và khi thay nước thì mình chỉ cần hút, lấy một cái vò như vậy thôi, thì mình hút một phát cho nó gần tới đáy đây, xong mình đổ nước mới vô, thế là xong. Đó, để vậy. Và một điều nữa, để mình giảm những cái chất thải ở trong đây á, thì mình có nuôi bèo á, ở trên mặt luôn, hồ nào cũng có. Đó, vài cây thủy sinh để cho nó bổ trợ trong cái phương pháp là giống như là những cái chất thải của cá, hoặc là nước nó không được trong, hoặc là những cái chất bẩn, thì cái bèo này nó sẽ hấp thụ hết. Thì các bạn thấy không,
cái hồ nước, hồ này của mình là 1.5 tuần chưa thay nè, nên là rất là trong luôn, trong veo, không có một tí xíu gì hết luôn. Và trong đây ấy, thì mình có mua thêm một con tôm mấy tôm thủy sinh, thì nó chuyên gia ăn những cái rong rêu á. Cái lý do mình cho nó vô đây để khi nào mà chất thải của cá hoặc là đồ ăn thừa mà rơi xuống thì nó cũng ăn luôn. Còn bên này thì các bạn đã thấy thì là một cái hồ mình dùng để mình nuôi bèo là chính. Tại vì mình có bán bèo nữa, nên bạn nào mà có muốn mua bèo của mình á thì các bạn cứ liên lạc với mình hoặc là nhắn tin của bên Facebook hoặc fanpage, thì mình để cho dễ hữu nghị thôi, khá là rẻ, rẻ hơn trên mạng rất là nhiều đó. Và trong đây thì mình kết hợp là mình nuôi những em cá bê tê mái, thì các bạn biết bê tê mái thì nó không có đánh nhau nhiều thì mình nuôi chung được đó. Trong đây đa số chỉ là những con copper rồi những con cá fancy với lại những con cá khô vị thôi, chứ không có gì đặc biệt. Và trong đây thì mình có để một cái máy sưởi. Còn một cái nữa thì mình giới thiệu luôn, thì mình mới ép được một bầy cá ở trong đây, thì tuy là không có nhiều, tại bữa cái máy này á, cái máy sưởi này nó bị hư nên mấy em cá con này nó bị chết, còn khoảng chừng 30-40 con à. Đó, mới ép được bầy này. Bầy này bầy đuôi tưa copper, và trong con á mà giờ nó chết hết trơn à. Vô tình cái này nó bị hư. Đó lý do là sao mình nói bên Mỹ này hoặc là những nơi mà nuôi cá ở trong xứ lạnh nó mệt lắm, không có cái máy sưởi là không làm được cái gì hết, nó bị hư một cái là cá chết hết à. Và bây giờ thì mình nói sẽ đến những em cá ở đây. Những em cá ở đây á, thì là những em cá mình không có chỗ để nữa, nên mình để ở ngoài đây. Và trong đây á, thì có một con nó đang bị xuống màu, là con này. Thì vài hôm nữa thì mình sẽ làm một cái vlog hướng dẫn cho các bạn cách là mình lên màu lại cho con cá và cho nó sung lại. Và cái bị tình trạng mà cá xuống màu nó khá là phổ biến á. Như các bạn đã thấy á, thì đó chính là cái cách là mình bày trí cá của mình ở bên này. Thì mình nuôi chung và nuôi riêng luôn. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về cái cách mà mình chuẩn bị những cái vật phẩm giống như là thuốc thang và đồ ăn dành cho những em cá của mình nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ nói trước về những cái thuốc. Thì thuốc á, thì những cái thuốc này á, thì mình có mua ở trên mạng một lần rồi. Nó khá là mắc. Nên đợt vừa rồi mình về Việt Nam á, mình đã có mang qua thêm một ít. Thì thuốc xanh này á, thì nó khá là hiệu quả. Đó. Và giá khá là mềm nữa. Nó trị nấm, rồi trị bệnh ký sinh khá là tốt. Nên mình mang qua một lốc này. Đó, để phòng tránh là khi mà em nào mà có tình trạng nấm, ký sinh gì đó là mình sử dụng lên. Và ngoài ra thì mình còn có một số vị thuốc khác nhau. Những vị thuốc này là những vị thuốc kháng sinh. Đó, những cái loại như vậy thì nó có giúp cho cá bị xù vẩy hoặc con nào đang yếu. Thì mình có thể sử dụng những thuốc này để mình trị cho tụi đó ngay lập tức luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua đến thức ăn. Thì ở bên Mỹ này á, kiếm cái thức ăn giống như Việt Nam thì nó khá là mắc tiền và nó khá là khó, giống như là trùng chỉ hoặc là lăng quăng. Như cái mùa này á, lạnh ngắt là ngoài trời á, đâu có nuôi lăng quăng được, thì trùng chỉ mình đâu có thể đi ra ngoài chỗ tiệm bán cá mình mua số lượng lớn được, nó mắc lắm. Một nhúm có bằng này á là nó hết cả đô hai đô à. Chỉ cần bạn mua khoảng chừng 10.000 như Việt Nam á, chắc phải mấy chục đồng, đâu có tiền đâu mà mua, nên bắt buộc phải cho nó ăn cám viên cao cấp thôi. Cám viên cao cấp này á, thì là mình là đại lý của một cái chỗ bán cám viên, nó chuyên gia giao cho mình nên mình đi bán lẻ lại. Thì cái này là những loại cám viên mà mình có, để coi, nhiều loại khác nhau. Thì cám viên cao cấp của mình dành cho cá bê tê thì mình có 4 loại khác nhau nè. Cái loại này á, là chuyên dành cho những em cá mà nó đang chuẩn bị, nó sắp đẻ lại cá mái á, nó muốn cho nó trứng nhiều á, thì mình cho nó ăn này để cho nó dưỡng lại. Hoặc là những em cá nào mà đang cần phải dưỡng lại trứng, có nghĩa là mới đẻ xong đó, thì mình cho nó ăn thì nó mau có trứng. Là như thế này, thằng này với thằng này là hai thằng giúp cho cá nó có thức ăn bổ sung thêm khoáng chất protein mà làm cho cá lên màu, là hai này. Thì thằng này á, mình dùng cho những em là có những màu sáng như màu đỏ, màu cam đó, màu xanh là mình dùng này. Còn những em nào màu tối như copper đỏ, màu đen á, thì mình cho này. Đó là hai màu chủ yếu của mình. Còn riêng thằng này á, thì mình mua phụ thôi. Nó thực chất không phải là cám dành cho cá beta chuyên dụng, mà nó là cám dành cho những con cá cichlid, là cá ali á. Thì mình có hỏi sơ qua cái người bán. Cái người đó có nói với mình là dùng thằng này thì nó sẽ bổ trợ được một số kháng chất dành cho cá, giúp cho cá nó khỏe mạnh hơn. Và cái vây của nó ra đẹp hơn.
thì mình có sử dụng thì mình cũng chưa thấy nó phát triển gì nhiều, nhưng mà mình thấy cá nó rất là thích ăn những loại này. Thì đó chính là bốn loại thức ăn chính của mình dành cho những em cá của mình đó: lên màu, lên trứng và bổ sung khoáng chất. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về cái cách mà mình pha chế nước như thế nào cho nó an toàn và nó hiệu quả dành cho những em cá bê tai của mình nha. Rồi, như các bạn đang thấy ở đây thì đây chính là cái bộ dụng cụ mà mình chuyên sử dụng nó để pha chế nước dành cho những em cá bê tai của mình. Mà không chỉ riêng cá bê tai không, mà hầu hết tất cả những loại cá mình đang nuôi bây giờ mình cũng hay áp dụng cái phương pháp này. Đầu tiên á, thì nếu bạn nào theo dõi vlog của mình thường xuyên thì các bạn sẽ biết là mình hay sử dụng thằng Prime này. Nó là Water Conditioner. Thì nó có nghĩa là nó là một cái hóa chất dùng để trung hòa, để giảm những cái độ pH này, hoặc những cái chất nhôm không cần thiết mà trong cá làm độc hại đến cá. Tại vì mình sử dụng nước máy là cái nguồn nước để pha chế ra cái nguồn nước dành cho cá của mình sinh sống ở bên này. Tại vì bên này không có như Việt Nam nước giếng hoặc là nước sông ao hồ, mà chỉ xài nước máy là an toàn nhất thôi. Và khi mình sử dụng thằng này á, thì nó có thêm một tác dụng nữa các bạn nhìn nhé. Nó có tác dụng giống như là nó làm cho cái detoxic của ammoniac, nghĩa là nếu mà cái hồ cá của bạn nó có hàm lượng chất thải độc hại mạnh quá thì bạn cho này vô, nó cũng làm cái đó giảm xuống, tốt cho cá của bạn. Đó, như là chất clo này nó cũng làm mất luôn. Đó, rất là tốt luôn. Mình khuyên các bạn hay nên sử dụng thằng này nếu mà các bạn ở bên Mỹ hoặc là Canada, Úc gì đó, các bạn mua cái này đều có hết, giá khá là mềm. Và trong cái vlog của mình á, mình đều có để đường link để các bạn mua, giá nó mềm hơn nếu mà bạn click cho đường link đó. Cái kế tiếp nữa đó chính là gì? Đó chính là cái aquarium salt này. Thì thằng này á, thì nó là muối hột, nhưng mà bên này nó làm vậy cho nó màu mè thôi. Và bên này thì cái này thì khá là mắc tiền, một cái hũ nhỏ vậy là 3 đồng. Mà xài thật sự mà nói xài khoảng chừng 2 tuần, mình xài khoảng chừng 2 lần thay nước, dữ lộn 2 hoặc 3 lần thay nước là nó muốn hết cái hũ này rồi. Bạn nào mình có mấy hồ lận nên chỉ cần thay khoảng chừng 2-3 lần thôi là nó hết này rồi. Nhưng mà cái này thì không thể là thiếu được. Đó, không chỉ riêng cá bê tai mà hầu hết tất cả loại cá luôn. Nước ngọt á, bạn cần phải sử dụng nó để cho giúp cho nó, cái rêu là cái mang của nó không có bị bệnh, nó không bị bệnh ký sinh, và giúp cho cái cơ thể nó có sự đề kháng rất là tốt. Các bạn nên mua nó. Và cái kế tiếp nữa là gì? Đó chính là một cái pH test kit này. Thì thằng này á, thì mình hay sử dụng thằng API. Thì thằng này nó có một cái chế độ nhỏ giọt, một ống nghiệm như vậy. Bạn lấy cái nước mà bạn muốn sử dụng cho cá, bạn cho vô đây, bạn nhỏ một cái thì nó có cái bảng. Cái bảng nó sẽ cho các bạn biết là cái độ pH này nó có phù hợp hay không. Và tiện thể mình nói luôn, độ pH dành cho cá beta á, là nằm trong khoảng là từ 7.2 cho đến 7.6 là cái khoảng mà nó khá là tốt dành cho cá beta. Các bạn nên nhớ là mỗi loại cá nó có độ pH ổn định riêng nhé. Các bạn kiểm tra kỹ, tìm hiểu kỹ trước khi mà các bạn sử dụng, cũng như là để nuôi cá. Rồi còn cái phần này thì cái này thì mình tự mình khám phá thôi. Thì thay vì mình mua cái thằng aquarium salt này á, thì nếu mà mình bí quá mà không kiếm được á, thì bạn có thể ra chợ siêu thị, bất cứ cái siêu thị nào cũng được, bạn có thể chọn thằng này. Nó là sea salt luôn đó. Nó y chang thằng này, nó không khác gì hết. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình, khi các bạn ra ngoài chợ cái siêu thị ấy, bạn mua thì các bạn chọn cho mình là phải là cái thằng mà nó ghi như vậy nè, là không có một cái thành phần gì hết trong đây đó các bạn thấy không. Nó ghi là additive free, có nghĩa là có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó cho bất cứ một thành phần gì mà nó lại không có một cái thành phần phụ ở trong đây, giống như phẩm màu hoặc là những hóa chất ở trong đây đó. Các bạn nên mua thằng này nha. Rồi, đây như các bạn đã thấy thì đây chính là những cái dụng cụ căn bản nhất mình dùng để mình pha chế nước an toàn cho cá của mình. Thì khi mình pha chế nước á, thì bây giờ mình cũng để riêng ra giống như là cái đây này nè. Thì mình đã làm sẵn, thì mình có để nước ở trong đây sẵn và cũng có dùng những cái dụng cụ kia để kiểm tra và cũng như là thử nước frame ở trong đây nhỏ vô cho nó an toàn rồi. Thì mình để đây khoảng chừng một ngày, rồi sau đó mình lấy cái nước này mình mới dùng để nuôi cho cá. Và nếu mà bạn nào mà có những cái lá phong này như thế mà như lấy cây sồi chứ lộn, lá sồi như thế này đó, thì các bạn có thể bỏ vào thì nó sẽ giúp cho cái hồ cá của bạn đó có một cái nguồn nước an toàn hơn. Cái này là một cái mẹo vặt mình học được ở trên mạng đó. Các bạn nào mà khu vực các bạn có thì các bạn sử dụng cái lá này. Rồi bây giờ thì mình nói đến cái phần đèn. Thì như các bạn đã thấy ở chỗ mình nuôi thì nó không có đèn, không ánh sáng vô.
và mình lại muốn nuôi thêm mấy cái bèo thủy sinh nữa, thì bắt buộc mình phải có một cái lượng đèn tối ưu và tối thiểu nhất để giúp cho cá nó thích, cũng như là bèo nó sống tốt, thủy sinh nó sống tốt. Thì đó, mình sử dụng một cái đèn này, cái đèn này led này á, thì nó khá là rẻ. Nếu mà các bạn mua ở trên Amazon thì đường link thì mình cũng để ở dưới luôn, các bạn chỉ cần bấm vô sẽ mua được giá rẻ lên. Thì đèn này á, mình sử dụng nó hầu như là cứ một ngày 8 tiếng một lần. Và mình có chế độ tự động tắt, là cứ 8 tiếng nó sẽ tự động tắt, và đến sáng sớm mình cài chế độ sẵn thì tự động nó lại mở lại. Rồi, như các bạn đã thấy thì đó chính là toàn bộ những cái dụng cụ cũng như là cái cách mà mình nói chung để mình nuôi những em cá beta của mình bên này. Thì nếu bạn nào có những thắc mắc, những câu hỏi dành riêng cho mình thì các bạn đừng quên là các bạn có thể nhắn tin qua bên Facebook này, fanpage này, hoặc là comment ngay ở bên dưới cái video này luôn, thì mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi nào một cách sớm nhất, hoặc là mình sẽ gom lại thành một video tổng thể giống như video ngày hôm nay để mình trả lời hết cho các bạn xem một lần thôi. Và ngoài ra các bạn đừng quên là bấm like và subscribe channel của mình để theo dõi những video mới nhất, cũng như là ủng hộ cho kênh của mình để ngày càng phát triển đến cộng đồng yêu cá giống mình và giống các bạn nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một video mới nhất.